Ok, Vũ Thị Mai xin kính chào toàn thể các cô bác và quý bà con. Thì đây là cái hình ảnh về cây bồ kết ghép 35 tuổi nhé. Bà con có thể nhìn thấy là cành rất là nhiều, tán rất là rộng. Nó đang ra cái lộc non, mùa này thì sắp tới mùa ra hoa rồi, thì cây đang bắt đầu ra lộc. Bồ kết ghép thì nhiều khu vực bà con chăm tốt thì có thể là ra hoa từ năm đầu tiên luôn. Khoảng như trên vườn nhà em thì khoảng 3-4 tháng thì nó cũng đã ra hoa rồi. Đây là những cái giống bộ kết thực sinh, nhà em sẽ ươm ra và lấy hạt của quả bộ kết để ươm ra cái giống này. Sau đó thì sẽ lấy mắt ghép từ những cây bộ kết lép, những cái cây mà bố mẹ năng suất chất lượng nhất, mã đẹp nhất để lấy về để ghép vào những cái cây bộ kết thực sinh này cho bà con. Bà con nhìn thấy là cây thực sinh đang rất là tốt đây, chiều cao có thể có những cây lên đến 70-80 cm. Bà con nào mà có nhu cầu trồng giống thực sinh ở hàng rào, hàng rộng, để làm hàng rào, bởi vì gai của nó rất là nhọn, sắc và dài nên là làm hàng rào rất là tốt, thì bà con có thể trồng giống này, trồng thật là dày, sau đó thì đến lúc 7-8 năm sau cây bói quả thì cây nào là cây được thì bà con có thể chặt tỉa đi. Hoặc bà con nào mà muốn giảm thiểu cái chi phí giống cây trồng thì bà con có thể mua giống thực sinh về bà con nuôi thêm, và sau này bà con thuê ghép để nó giảm thiểu cái chi phí đi. Đối với giống thực sinh thì sẽ rẻ hơn giống ghép khoảng một nửa tiền. Đối với giống ghép thì nhà em đang bán dao động với giá từ 40 đến 45 nghìn, giống thực sinh từ 20 đến 25 nghìn, tùy bà con lấy tại vườn hay là qua đơn vị vận chuyển. Bà con ở xa thì nhà em sẽ gửi bưu điện để vận chuyển, bà con ở gần thì đến trực tiếp vườn, bà con sẽ được lựa cây nhé. Đây là cây bồ kết ghép nhà em đang trồng xen canh ở cái vườn thực sinh này, trồng để cho bà con khi đến vườn bà con có thể quan sát cây ghép và cây thực sinh nó sẽ khác nhau như thế nào. Đối với giống ghép thì bà con cứ trồng hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 5 m một cây là đẹp, hoặc bà con nhiều bà con có thể trồng theo phương án dày hơn 3 x 3. Sau này ví dụ cây nó to thì bà con tiến hành chặt tỉa bớt đi để cho cây nó phát tán. Còn những cái năm đầu thì cây nó chưa ra được nhiều tán thì bà con sẽ cái lượng cây bà con sẽ trồng dày lên để thu được cái lượng quả nhiều hơn. Đó cũng là một cái phương án rất là hay. Cây đang rất là khỏe đẹp nhé, bởi vì giống bồ kết là một giống cây rừng, nó phát triển sinh trưởng rất là tốt, kể cả trong cái điều kiện khắc nghiệt như là hạn hán. Có những cây thì có một số bà con chia sẻ là bà con đang về trồng có những khu vực mà không thể tưới được nước 3 tháng trời, bà con không tưới được nước mà cây nó vẫn sống. Tại vì sao? Nó là một cây dòng cây rừng chịu hạn, chịu nhiệt rất là tốt nên bà con có thể trồng trên đồi nhé. Thì nhà em cũng là một cái đơn vị đi thu mua quả bồ kết từ nhiều năm nay rồi. Và bây giờ nhà em cũng có kết hợp với lại hợp tác xã Cát Cát để sản xuất ra dầu gội, hương nhang, đủ bồ kết, nên là sau này rất mong là có cơ hội được hợp tác với bà con để thu mua lại những cái quả bồ kết mà bà con đã trồng ra. Bà con thể đấy là nhà em cũng là đơn vị trực tiếp sản xuất túi lọc này, để nó hương nhang đủ bồ kết, nên là cái quả bồ kết này nhà em cũng khá là cần. Rất mong là sau này khi bà con trồng ra thì bà con có quả thì bà con cứ liên hệ lại với nhà em để nhà em được thu mua lại những cái quả mà bà con sản xuất ra. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo ạ.